Ngày 13 tháng 5, Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng việc không kích trường học ở Ukraine. Phát ngôn bởi ông Omar Adi, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng UNICEF, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày 12 tháng 5. Điện Kremlin cho biết Nga muốn tránh kịch bản đụng độ trực tiếp với NATO, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tuy nhiên cảnh báo Moscow sẽ phản ứng nếu có bên nào can thiệp vào Ukraine và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này. Ngày 12 tháng 5, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ xem xét đơn xin gia nhập của Ukraine vào tháng sau. Còn Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Dmitry Bolyankai, nói quan điểm của Nga về việc Ukraine gia nhập EU đã thay đổi và hiện tại cũng tương tự quan điểm đối với việc Kiev tham gia NATO. Tổ chức di cư quốc tế IOM ước tính hơn 6 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, trong đó hơn 90% là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, trong Ukraine, khoảng 8 triệu người mất nhà cửa. Sau hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính quyền Ukraine ở Odessa nói các lực lượng nước này đã đánh trúng một tàu hậu cần của hải quân Nga gần đảo rắn trên Biển Đen. Trong khi đó, phía Nga cho biết đã phá hủy một máy bay không người lái và 3 tên lửa của Ukraine tại khu vực đảo rắn. Sau Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto tuyên bố chính phủ nước này sẽ chính thức đề xuất gia nhập NATO vào ngày 15 tháng 5 và Quốc hội bỏ phiếu vào ngày tiếp theo, theo đài CNN. Các nước châu Âu như Đức, Pháp và Mỹ ủng hộ quyết định của Helsinki, trong khi Điện Kremlin cho biết việc Phần Lan gia nhập NATO chắc chắn là mối đe dọa đối với Nga.